Nghị quyết số 68 vừa được Chính phủ ban hành, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tại Bắc Giang, lúc này, mọi đối tượng hưởng lợi đều có chung một mong muốn. Chính sách sẽ sớm được thực hiện, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Chị Lâm Thị Tới là một trong những người trong diện được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68. Số tiền được nhận phần nào sẽ giúp chị vượt qua được khó khăn trước mắt do phải nghỉ việc dài ngày, không có nguồn thu nhập. Trong lúc khó khăn mà không có tiền lương ấy, công ty không mình không đi làm được thì công ty không chi trả cho mình thì nhà nước được hỗ trợ như vậy nó là rất là tốt rồi ạ. Nghị quyết 68 của Chính phủ nêu rõ 12 chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19. Tôi cho rằng là cái nghị quyết 68 của Chính phủ đưa ra là rất kịp thời với sự chỉ đạo để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lúc khó khăn, đặc biệt là đối với lực lượng mà anh em công nhân mà phải cách ly y tế là tại nhà. Ở nhà nằm ở tại cái khu vực mà đã bị cách ly rồi không đến đây làm được, có người phải nghỉ đến 1 tháng, 2 tháng, có người là nghỉ 15 ngày. Về tôi cho rằng cái nghị quyết đưa ra cái chế độ chính sách hỗ trợ là kịp thời. Chúng tôi cũng rất là mong muốn và sớm được tiếp cận cũng như là thực hiện theo cái nghị quyết 68 đó. Đấy. Thì phần nào để chung tay cùng doanh nghiệp để sớm khôi phục lại sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc hỗ trợ theo nghị quyết 68 sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Sáng nay, thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh với hơn 90% mã chứng khoán trên sàn đã giảm giá. Ngay từ đầu phiên, lực bán cổ phiếu mạnh đã khiến hàng loạt cổ phiếu lao dốc. Đến khoảng 10 giờ 40 phút trưa nay, VN Index đã giảm hơn 50 điểm, giảm khoảng 3,6%, rơi khỏi ngưỡng kháng cự 1.300 điểm. Trên sàn HOSE đã có 363 mã chứng khoán giảm giá, có hơn 20 mã chứng khoán đã trắng bảng bên mua. Thanh khoản khá thấp khi chỉ có hơn 430 triệu cổ phiếu giao dịch thành công, giá trị giao dịch khoảng 13.000 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm hơn 10 điểm, tương đương với 3,6%. Tính chung cả hai sàn đã có khoảng 540 mã chứng khoán giảm giá. Đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ, tác động đến giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Nó cũng thúc đẩy doanh nghiệp chuyển hướng sang thị trường nội địa, làm tăng doanh thu của ngành bán lẻ Việt Nam. Đây là thông tin được thể hiện trong báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2020 với chủ đề chuyên sâu về đầu tư và tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Trường Đại học Thương mại tổ chức vào sáng nay. Nhiều doanh nghiệp Việt trước đây vốn chỉ có thế mạnh về xuất khẩu, nay cũng khai thác thị trường trong nước. Nhờ đó, năm ngoái, doanh thu ngành bán lẻ đã cán mốc hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2019. Trong đó, các ngành có mức tăng trưởng cao như lương thực thực phẩm, đồ dùng, công cụ, trang thiết bị gia đình, may mặc. Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2020 tăng mạnh nhất. Đại dịch COVID-19 cũng đã thúc đẩy quá trình điều chỉnh chính sách, đa dạng hóa các phương thức thương mại hiện đại. Thưa quý vị, việc tiêu thụ thủy sản của ngư dân Khánh Hòa vài tuần gần đây gặp rất nhiều trở ngại sau khi cảng cá Hòn Rớ buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Ngành nông nghiệp địa phương đã bố trí cảng cá Đá Bạc thuộc thành phố Cam Ranh làm nơi thay thế, đồng thời cũng kịp thời thông tin cho các tàu cá. Mục tiêu đặt ra là không để đứt gãy chuỗi cung ứng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần hỗ trợ bà con ngư dân, nhiều ngày qua, tất cả cán bộ, công nhân viên, ban quản lý cảng cá Đá Bạc đều đã nỗ lực triển khai nhiều phương án sẵn sàng đón lượng tàu cá cập cảng ngày một tăng. Trung bình mỗi ngày cảng cá có thể tiếp nhận 100 tàu cá. Do đó, bên cạnh đáp ứng hoạt động mua bán, bốc rỡ hàng hóa, thì việc quan trọng hàng đầu vẫn là kiểm soát chặt phòng dịch ngay tại đây. Trước khi tàu vào thì mình sẽ được thông báo trước 1 giờ. Sau đó là mình sẽ có cái thông tin của tàu ngày đi đến ngày về
từ đó thì mình sẽ có cái phương án phối hợp với lại trạm biên phòng, phối hợp với lại chỗ y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm rồi khai báo y tế, đấy có những cái đúng cái quy trình để bà con ngư dân hoạt động trong cả nước an toàn. Còn về phần các chủ nậu ạ, thì hiện nay bây giờ mình cũng thực hiện là tất cả các chủ nậu vào trong cảng là đều phải được xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Các thủ tục theo quy định của nghề cá như khai báo nhật ký, đăng ký xuất nhập bến, kiểm tra hành trình di chuyển tàu cá cũng được thực hiện một cách nghiêm túc. Mặc dù việc chuyển khu vực để tiêu thụ thủy sản cũng sẽ gây ra nhiều bất tiện cho bà con ngư dân, chi phí chuyến biển cũng sẽ tăng thêm, nhưng việc tiêu thụ được thủy sản ngay lúc này mang nhiều ý nghĩa giúp bà con bớt đi phần nào khó khăn, nhà máy cũng có nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Ngày 27 đi biển tới nào giờ mới vô đây. Đầu biển trong này thì thoáng mát mẻ hơn, kiểu nó cũng hơn ngoài đó tí. Anh em trực 24/24 tăng cường phòng dịch, phối hợp với lại các cái an ninh địa phương, công an với lại biên phòng để mà mình sắp xếp. Ngoài sắp xếp ra thì mình còn thực hiện những công tác phòng chống dịch cho tốt để đảm bảo cho bà con ngư dân hoạt động không xảy ra cái vấn đề như là dịch bệnh xảy ra. Ban quản lý cảng cá Đá Bạc cũng đã tính toán sắp xếp nhân lực, ca kíp trực, phân luồng phương tiện ra vào cảng, bố trí vị trí xe hợp lý nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các tàu cá về cảng bốc dỡ hàng hóa, tiếp nhận nhu yếu phẩm. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đang đẩy mạnh bán hàng online để giúp người dân vừa có thực phẩm, nhu yếu phẩm sử dụng, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách toàn thành phố, đơn đặt hàng online tại siêu thị này tăng lên gấp 5 đến 6 lần so với thời điểm trước. Các đơn hàng liên tục được gửi về qua 5 kênh tiếp nhận gồm điện thoại, email, Zalo, website và ứng dụng trên điện thoại. Những anh giao hàng hôm nay làm việc phải hết công sức, chạy từ 6 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối mới về nhà. Thì mình sẽ giữ lại những cái hàng khô để giao những cái thực phẩm tươi sống, hàng thịt cá để cho khách hàng người ta cần dùng trước. Còn những hàng lô thì có thể tăng cường thêm xe tải để phục vụ cho khách. Trước đây khoảng 2 tuần thì thường là đơn hàng của online của mình thì một ngày khoảng nhận khoảng là 100 đơn hàng đến 150 đơn hàng. Tuy nhiên là khoảng 3 ngày gần ở đây thì đơn hàng của mình tăng một ngày khoảng 400 đến 500 đơn hàng. Để đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm của người dân thì ban giám đốc đã vận động toàn bộ lực lượng để đáp ứng cái đơn hàng online, thậm chí những cái bộ phận giống như là kế toán nhờ cái sự hỗ trợ của những cái đơn vị khác thì qua để phục vụ cái đơn hàng online để đưa cái hàng đến cho người dân kịp thời. Chỉ với vài thao tác đặt hàng đơn giản trên chính chiếc điện thoại của mình như thế này, người dân đã có người giúp soạn hàng và giao đến tận tay mà không cần đi mua trực tiếp, hạn chế được nơi đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có hơn 2.550 điểm bán hàng có hình thức giao hàng trực tuyến. Nguồn hàng đã được các siêu thị, cửa hàng phân bổ cho mạng online tăng cường gấp 2 đến 5 lần so với trước đây để phục vụ người dân yên tâm ở nhà chống dịch. Chúng ta hỗ trợ những cái kênh bán hàng online, hỗ trợ những cái kênh đi chợ phụ, đi chợ thay cho những người già lớn tuổi. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản yêu cầu các hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng lượng hàng hóa cung ứng thực phẩm chế biến sẵn, đảm bảo mua sắm của người dân, nhất là các hộ gia đình không thể tự nấu ăn. Kể từ khi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An siết chặt các quy định phòng chống dịch, cuộc sống của nhiều người dân, nhất là những lao động nghèo, người phải cách ly tập trung và điều trị COVID-19 tại bệnh viện dã chiến, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lúc này, tinh thần tương thân tương ái lại được khơi dậy với nhiều cách chung tay cùng cộng đồng khác nhau của các cá nhân và tổ chức. Nhiều ngày nay, anh Tuấn thường đến địa điểm gần chốt phòng chống dịch COVID-19 phía Bắc, thành phố Vinh để nhận các mặt hàng thực phẩm về phục vụ bữa ăn cho đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Nghệ An. Đây là tấm lòng của ông Phạm Công Duyên, một người dân ở huyện Yên Thành đều đặn gửi về. Đội tình nguyện của anh Duyên là đấy thì cũng kết nối với bên bệnh viện là có xin bà con hỗ trợ thêm là cái suất chẳng hạn như là cái rau củ quả đấy đối là để cho bệnh nhân. Thì rau củ quả đấy là đội thiện nguyện là họ đã
lựa chọn nhau, bởi vì trong đó là bệnh nhân với đội ngũ y bác sĩ, cho nên là đòi hỏi là cũng có phần chất lượng hơn. Đối với cái những cái bó rau đó nó rất có ý nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ trong đó là có khó khăn ở chỗ là toàn là người bệnh, thì cho nên là cái những cái món quà của tinh của bà con ở xã Mỹ Thanh thì nó rất rất ý nghĩa. Thời gian rảnh và mình dành chút sức của mình để là gom rau từ Yên Thành đưa vào cứu trợ cho dân thành phố, đồng viên bà con và con em thành phố Vinh trong lúc là dịch bệnh đang gặp nhiều khó khăn. Thì ở Yên Thành thì là coi như cũng không có gì hơn là bỏ ra một chút sức, là đồng lòng đồng viên con em thành phố Vinh là cố gắng là phòng chống dịch chung tay cùng cả nước. Đến thời điểm hiện nay, ông Duyên đã ủng hộ gần 3 tấn rau củ, tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng. Được biết, ông Duyên là người đã làm từ thiện nhiều năm nay. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận sự ủng hộ của cộng đồng về phòng chống COVID-19 gần 65 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật. Bà con lối xóm á, nhà mà khó khăn là mình người phát. Chi cũng có hết, gạo cũng có này, rồi là rau cũng có, rồi mít chia chuối, mướp. Chi cũng có cả, em cứ phát từng nhà một rồi. Được cái sự đồng lòng của các cái tầng lớp nhân dân, lương cũng như giáo, để cả những cái chuyến xe nghĩa tình, những chuyến xe không đồng, những cái gian hàng không đồng, tất cả những điều đó đã trợ lực thêm cho cái sức mạnh toàn dân để cái phòng chống dịch COVID-19. Chính những cái tình cảm, lòng nhân ái, cái sự sẻ chia đó đã lan tỏa và tạo thành một cái sức mạnh của khối đại đoàn kết. Mỗi người một cách chung tay, từ những cá nhân, tình đồng bào đã được khơi dậy và lan tỏa, tạo thành sức mạnh để có thể chiến thắng được dịch bệnh.